Con biết đạo Phật từ nhỏ, thích đi chùa lạy Phật, ăn chay trường được 4 năm nhưng chưa quy y. Chỉ hành trì pháp môn tịnh độ theo truyền thống từ cha mẹ, không qua kinh điển. Đến năm 16 tuổi, con biết mình nhiễm HIV và được sự kêu gọi từ cha mẹ, nên ăn mặn để có sức đề kháng. Con trong những năm ấy, con chỉ làm phước niệm Phật thôi. Đến năm 22 tuổi, con sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thường đi tụng kinh hơn. Lúc niệm Phật theo truyền thống thì tin vào đọc kinh Vô Lượng Thọ lại thấy huyền ảo mơ hồ. Tiếp xúc sâu vào kinh Bắc Tông thì lại càng thấy kẽ hở. May mắn con được người bạn Đạo Thiên Chúa giới thiệu Phật giáo Nam Tông thì có niềm tin. Con cảm thấy kinh sợ sự luân hồi, thời nay không còn Phật tại thế, nhưng còn Pháp tại thế, biết đâu đời sau kiếp khác không gặp được chánh Pháp. Nên con có tác ý xuất gia trở thành một tu sĩ Theravada, nhưng ngặt nổi nhiễm H, sợ theo luật sẽ không được phép suốt 7 năm. Con luôn chấp hành tốt theo sự hướng dẫn của bác sĩ và trung tâm y tế. Da vẻ thân tướng không ai biết nhiễm H, vậy có được phép xuất gia không? Nếu luật không cho phép và ảnh hưởng chánh pháp tăng đoàn, con xin chọn đời là một cư sĩ Theravada. Nếu may mắn hết thì sẽ xuất gia. Thì theo các vị trưởng lão á, thì các vị sẽ không có cho. Cho nên là cái này sư không có dám nói ha. Nhưng mà thường thì sẽ không có được đâu. Nhưng nếu mà quý vị chọn đời làm cư sĩ thì quý vị giữ năm giới thì nó càng tốt. Giữ năm giới và tu tập và hành thiền và tích cực bố thí. Tu tập thì nhờ như vậy đó thì mình dù là cư sĩ tại gia thì mình vẫn có thể tu tập được ha.